món bánh gà. Nguyên liệu các bạn cần chuẩn bị cho mình ở đây gồm có 500g ức gà, 2 quả trứng, 1/2 củ hành tây, 1 củ cà rốt, bột chiên xù, bột chiên giòn. Ở đây thì mình có sử dụng nhựa đồng tiền và một gói ngũ phi hương nhé. Ngoài ra thì còn có các gia vị như đường, hạt tiêu, bột canh, dầu hào, hạt lêm và dầu ăn. Còn gia vị để chấm thì mình có sử dụng ở đây đó là tương cà và tương ớt và sốt manzanê các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi làm bánh gà nhé. Ở đây thì phần gà thì mình sẽ băm gà nhỏ ra các bạn nhé. Mình băm chứ mình không sử dụng máy xay sinh tố sẽ làm gà của mình bị bá và ăn không ngon nhé. Phần ức gà thì mình thái nhỏ sau đó mình băm các bạn nhé. Đây là phần gà của mình sau khi băm xong các bạn nhé. Tiếp theo đó thì mình chuyển sang là mình thái hành và cà rốt nhé. Phần cà rốt và hành tây thì các bạn có thể bào sợi rồi thái hoặc các bạn có thể băm nhé. Đây là cái phần nhân của mình sau khi băm xong. Thì sau đó các bạn cho giúp mình đó là 1/2 thìa cà phê cho vị ngũ vị hương nhé. 1 thìa bột canh, 1 thìa hạt lêm, thìa đường, hạt tiêu và 1 thìa dầu hào các bạn nhé. Rồi sau đó các bạn trộn đều lên giúp mình. Mình cho 1 phút dầu ăn vào cái gang tay để nó không bị dính các bạn nhé. Rồi sau đó các bạn trộn đều tất cả hương vị, gia vị lại với nhau. Sau khi trộn cái phần gia vị này xong thì các bạn sẽ lặn thành từng cái bánh nhỏ nhé. Các bạn sẽ cho 1 phút dầu ăn lên cái đĩa để mình đựng để nó không dính các bạn nhé. Đây, bánh của mình sau khi lặn xong thì các bạn sẽ để vào đây. Rồi sau đó các bạn cho lên cái ngăn đá tủ lạnh để 15 phút để cho cái bánh của mình nó cứng lại một chút. Rồi khi mình cho ra ngoài mình lăn qua bột nó không bị nát. Đây là cái phần gà của mình sau khi để trong ngăn đá tủ lạnh 15 phút thì mình cũng bỏ ra. Và mình nhúng qua các cái bột các bạn nhé. Bột khi đầu tiên thì các bạn sẽ cho qua cái phần bột giòn trước, bột mịn. Đây, các bạn sẽ cho lăn qua cái phần bột mịn trước. Sau khi lăn qua cái phần bột mịn thì các bạn sẽ cho dây qua trứng, lăn qua trứng nhé. Rồi sau đó các bạn sau khi lật qua trứng thì các bạn cho vào cái phần bột giòn nhé. Tương tự đối với các cái bánh khác. Bây giờ mình sẽ rán gà các bạn nhé. Các bạn cho nhiều dầu một chút để cái bánh gà của mình nó giòn.